Cảm tạ quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình hội thoại của Sài Gòn TV do Bích Trân phụ trách với giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đến từ Virginia để ôn lại những ngày tháng sau cùng của nền đệ nhị Cộng Hòa. Và thưa giáo sư Nguyễn Tiến Hưng, hồi nãy trước khi mà vào những cái phút giải lao thì giáo sư đã bắt đầu nói đến những cái quyết định rất là khó khăn mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phải lấy trong những ngày tháng sau cùng. Thì hồi nãy giáo sư đã nói đến cái lệnh bỏ Huế và bắt đầu nói đến về số phận của Pleiku. Thì cái cuộc họp ở Cam Ranh để quyết định số phận của Pleiku, mà trong đó là có tướng Phạm Văn Phú và những nhân vật nữa, một số nhân vật nữa, thì xin giáo sư có thể trình bày chi tiết về vấn đề này. Vâng, thưa cô Bích Trâm, thưa quý khán thính giả, về cái cuộc họp Cam Ranh thì là có thể nói là cái cuộc họp lịch sử đấy, tại vì lúc bây giờ là để ông ấy bàn với tướng Phú và với đại tướng Cao Văn Viên về quân khu quân đoàn 1 đó, thì để thi hành cái lệnh gọi là tái phối trí đó, mà ông ấy gọi tiếng nôm na là đầu bé đi to đấy, và ta cứ để cho nó như là một cái loại mật mã vậy đó, tức là ở trên này thì bé, ở dưới miền Tây thì là to, tức là rút về miền Tây. Thì tôi có hỏi Tổng thống Thiệu rất kỹ về cái đó, tại vì dư luận rất là sai lầm về cái chuyện Cam Ranh. Thì chính Tổng thống kể lại cho tôi, ông ấy bảo là hôm đó là họp đó thì là có Tổng thống này, có Thủ tướng Trần Thiện Khiêm này, có Đại tướng Quang này, có Đại tướng Viên, không, Trung tướng Quang này, có Đại tướng Viên này, và Trung tướng Phú là về. Đầu tiên ấy, thì ông ấy muốn lên Pleiku họp với lại tướng Phú. Nhưng mà tướng Phú bảo thôi nguy hiểm quá, Tổng thống đừng bay lên, nguy hiểm lắm rồi, bây giờ thì là họp ở chỗ khác, thì ông mới quyết định ở Cam Ranh, để đi họp ở Cam Ranh. Thì Tổng thống Thiệu nói đi nói lại với tôi là tôi quyết định hai lệnh chứ không phải một lệnh. Cái lệnh thứ nhất ấy, là rút khỏi Pleiku. Đấy. Và cái lệnh thứ hai là Tổng tham mưu Surveiller, ông dùng cái chữ gọi là theo dõi và giám sát để mà tổ chức cái cuộc họp đó. Tức là ông bảo tôi ra hai lệnh chứ không phải một lệnh. Cái lệnh thứ nhất ấy, thì ông bảo tại sao mà rút ra khỏi Pleiku chứ không phải rút khỏi Pleiku, rút ra ngoài Pleiku. Là vì ông bảo còn có hai sư đoàn thôi. Mà tôi thì cũng không có biết nhiều gì về quân sự. Thì ông kể làm sao thì tôi kể vậy thôi. Chứ còn cái chuyện có thật hay không tôi không biết. Thì tôi chỉ kể lại cái chuyện Tổng thống kể. Thì ông nói rằng thì là có hai sư đoàn 23 và sư đoàn 25. Đó là cơ hữu của mình. Đấy, thì mình rút ra khỏi Pleiku. Đấy. Thì để chờ xem ông trưởng ở ngoài này, ông nói y như vậy từng chữ một, nếu mà ông trưởng cứng ấy, mà làm giữ được ấy, thì lấy hai sư đoàn đó đánh bọc lại, lấy lại Ban Mê Thuột. Đó, nó là như vậy, chứ không phải là rút hẳn. Vâng, tái chiếm Ban Mê Thuột. Còn nếu đó mà ông trưởng khó khăn rồi, thì dùng hai sư đoàn đó để tiếp tế cho ông Ngô Quang Trưởng, tiếp vận cho ông Ngô Quang Trưởng. Đó, thì ông bảo là, rồi ông mới bảo là, thì là nói như vậy đó, thì là đáng nghĩa là tại Đại tướng Viên với lại thì các cái để sắp xếp để mà theo dõi để mà giúp cho tướng Phú đấy, chứ còn không có gì cả. Thì tướng Phú hỏi rằng thì là có còn quân nào mà tăng viện cho tôi, thì ông tướng Viên trả lời thẳng không còn nữa thưa trung tướng, không còn sức, Sài Gòn không có thể yểm trợ ông được đó. Thì thầy thì cái đêm hôm đó là 14 tháng 3 đó, thì ông tướng Phú về là ông ấy bay xuống Duyên Hải ngay để ông giao cho ông Tất để mà làm để mà rút ra dần. Thì nghĩa là cái lệnh là nếu mà nguy hiểm quá như tướng Phú nói thì có thể rút. Đấy, mà rút thì là phải có cái sự điều hợp của Tổng tham mưu đó. Mà ông rút là rút ra để mà giữ lại chứ không phải rút hẳn đi. Giữ hai sư đoàn 23 và 25. Đấy, xong rồi thì là ông bảo là như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng ông nói câu này tôi cũng rất là suy tư. Ông bảo là tôi hy vọng nào ngày nào một trong những cái người họp hôm đó đủ can đảm mà nói lên sự thật. Đó, thì tôi nghĩ rằng ông không phải là người nói dối thưa cô. Đó, thì cái Cam Ranh nó là như vậy. Vâng, cảm ơn giáo sư đã chia sẻ và làm sáng tỏ vấn đề. Thì thưa quý vị, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã lãnh đạo nền đệ nhị Cộng Hòa từ 1963 cho đến 1975, tức là khoảng 10 năm trong hoàn cảnh khó khăn, vừa phải chống cộng, vừa bình định đất nước và phải làm việc mà nhiều khi là đối phó với người Mỹ. Mà ông cũng từng nói là làm kẻ thù của Mỹ thì dễ mà làm bạn mới khó. Và cho đến tận ngày hôm nay thì nhiều người vẫn phải công nhận những cái giá trị của nền giáo dục như là văn học nghệ thuật của đệ nhị Cộng Hòa, cũng như là triển vọng của một nền kinh tế vẫn phát triển mặc dù đất nước bị chinh chiến.
thì chúng ta hãy để lịch sử phán xét Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu liên quan đến những cái diễn biến dồn dập trong những ngày sau cùng của đệ nhị Cộng Hòa. Và bây giờ thì trở lại cái vấn đề cái lệnh bỏ Huế, thì giáo sư có viết trong cuốn Tâm tư Tổng thống Thiệu là vừa ra lệnh bỏ Huế ngày sáng ngày 25 tháng 4, thì buổi chiều hôm đó lại có một cái tin sét đánh khiến cho mọi người phải bàng hoàng. Thì xin giáo sư có thể chia sẻ với quý khán giả về sự việc này. Vâng, thưa quý khán giả, buổi sáng đó thì có cái lệnh bỏ Huế là ngày 25 tháng 3 đấy. Thì buổi chiều thì là có cái tin rất là khó khăn vô cùng. Là vì sau cùng đó, Việt Nam Cộng Hòa chỉ xin Mỹ yểm trợ 300 triệu. Để mà, tại vì cái viện trợ nó xuống nhanh quá, để chúng ta sẽ quay lại cái chuyện đó. Thì chỉ còn có 700 triệu thôi, mà lạm phát vào rồi thì coi như không còn gì nữa. Thì là xin hồi lại cái 300 triệu, rồi sau cùng chỉ có 1 tỷ thôi, lại cắt xuống 300 triệu. Thì lấy cái 300 triệu đó, mà không có thì là hết xăng rồi. Thế thì là mới, thì là ông quốc vương Saudi là Faisal, vua Faisal đó, thì ông ấy thương Việt Nam lắm. Thì ông bảo được, để tôi yểm trợ cho các ông, vay dài hạn 300 triệu. Để mà mua xăng, lúc bây giờ tôi nhớ. Thì hy vọng lắm, tức là Ngoại trưởng Vương Văn Bắc đã liên lạc và đã điều đình xong rồi. Thì đến lúc tôi là Tổng trưởng Kế hoạch sắp sửa đi với Ngoại trưởng Vương Văn Bắc sang để mà ký cái hiệp định và tìm cách giải ngân ngay lập tức. Thì độ 2-3 ngày nữa đi, tính là khoảng độ 27 đi, thì là 25 có cái tin là ông ấy vừa mới bị giết, là cháu ruột đấy. Nó đâm đằng sau lưng chết ngay trên giường ngủ đó. Thì thành thử ra là kinh quá, thành thử ra là, mà cái cậu này cậu ghê lắm, cũng học ở bên Mỹ đó. Cái cậu cháu ông ấy đó, tôi điều tra là học bên Mỹ, mà có một cô bồ Mỹ nữa. Thì cái cô bồ Mỹ viết về cái cậu này cũng nhiều lắm. Nó cho là hình như anh nó đó bị chết hay cái gì đó, là vì nó bảo là ông vua đó có dúng tay vào đó, anh nó đi biểu tình ở phố gì đấy, sau đó bị cảnh sát sau đi bắn bị thương hay cái gì đó, thì nó thù hận lắm. Nó thù hận ông nó là Faisal đó. Thì đâm chết. Thì thưa cô, lúc bây giờ tán loạn ra rồi. Thì lúc bây giờ Việt Nam bảo thôi là đúng là nó bàng hoàng quá như thế này đó, thì là thì phải bỏ ra hết. Thưa cô, thì nó xúi đến như thế. Vâng, thưa quý khán giả, nói về Huế thì giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã từng chia sẻ và viết trong cuốn sách của mình là Làm sao xa được chốn kinh kỳ, với sông Hương, núi Ngự, với tiếng chuông chùa ngân vang trong không trung, khiến không những người lữ khách phải bịn dị khi mà lìa xa cố đô, mà các nhà quân sự cũng trăn trở, dùng dàng không ít khi mà phải vĩnh biệt chốn kinh kỳ vào cuối tháng 3, 42 năm về trước. Và thưa giáo sư Hưng, trong phần kết thúc bài về Huế thì ông tự hỏi là Âu có phải là vận nước đã tới lúc suy tàn rồi hay chăng? Thì chắc chắn là giáo sư đã từng suy ngẫm và coi như là trăn trở rất nhiều về vấn đề này. Thì xin giáo sư có thể chia sẻ với đồng hương về mệnh nước nổi trôi của đất nước của chúng ta. Vâng, thưa cô Bích Trâm, thưa quý khán giả của Đài Sài Gòn TV. Thì đây cũng là một cái tâm tư của chúng tôi mà tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tại vì sau khi nghiên cứu 40 năm trời thì thật là không thể đến cái kết quả mà quá thê lương ảm đạm như vậy, thưa cô. Đấy, chẳng hạn như là thí dụ như mà sau cùng đó, mà như Tổng thống Thiệu kể lại đó, nếu mà Mỹ phải yểm trợ cho mình những cái giây phút cuối cùng mà giữ được Huế, giữ được Đà Nẵng, để có một cái thế mà điều đình với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để mà tiến tới thống nhất trong hòa bình, thì nó quá, thì sau cùng thì nó là cũng đau đớn, nhưng mà ít nhất là nó có một cái sự êm đẹp hơn là cái ngày 30 tháng 4, thưa cô. Thì tôi nghĩ rằng chỉ phải nghĩ đến cái mệnh nước thì là mới cắt nghĩa được cái vận mệnh, cũng như là tôi nghĩ rằng quốc gia nó cũng như là một con người cũng đều là có cái vận mệnh. Cảm tạ quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Hội thoại của Sài Gòn TV do Bích Trâm phụ trách với giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đến từ Virginia để ôn lại những ngày tháng sau cùng của nền đệ nhị Cộng Hòa. Tại vì tôi thấy rằng thì là trong cái cuốn Khi Đồng Minh Nhảy Vào đã, tôi cũng có tóm tắt, và cái cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy tôi có tóm tắt những cái xui xẻo, những cái không may của đệ nhất Cộng Hòa và đệ nhị Cộng Hòa vào cái lúc kết thúc, vào cái lúc hạ màn đó. Thì bây giờ trước hết chúng ta trở lại về cái đệ nhất Cộng Hòa năm 63, thì cái sự thảm sát của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cái sự sụp đổ của đệ nhất Cộng Hòa đó, thì nó rất nhiều những cái không may, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt lại thôi. Tức là
ngày đảo chính là ngày 1 tháng 11 1963. Thì ngày 5 tháng 10 đó, nó nhiều cái xui xẻo lắm, và bây giờ kể ra thì không có thời giờ, nhưng mà bây giờ tôi chỉ xin tóm như thế này. Ngày 5 tháng 10 đó là cái ngày mà tôi gọi là ngày định mệnh ở trong cái cuốn Khi Đồng Minh Nhảy Vào đó. Thì nó có rất nhiều sự kiện nó xảy ra, chẳng hạn ở Washington để tuyên bố là cắt viện rồi không có viện trợ kinh tế nữa hay là cái gì đấy. Rồi ở trong miền, ở trong Sài Gòn thì cái ông đại sứ Cabot Lodge mà tôi gọi là đao phủ Henry, vẫn có hai Henry, Henry Kissinger thì nó phá cái đệ nhị Cộng Hòa, và đệ nhất thì nó phá cái đệ Henry Cabot Lodge. Mà cái Henry Cabot Lodge tôi cũng mới chợt nhớ ra mấy tháng nay, khoảng độ năm nay thôi, chứ ngày xưa mình cứ nói là Cabot Lodge thôi. Một đêm tôi mới đang ngủ tôi bảo ôi chết, cái tên ông này cũng là Henry. Thì tôi cũng rất là ấn tượng về hai cái anh Henry này. Thì ông Henry đó, ông ấy tìm cách, ông ấy đổi trưởng đoàn CIA của miền Nam là thân với ông Nhu. Đó, tên là ông Hansen cái gì đấy, Johnson, tôi quên mất rồi. Thì ông ấy sợ là ông này báo cho ông Nhu biết tất cả mưu lược của ông, thì ông đổi cái ông ra khỏi. Đấy, thì là ông Diệm là đấy rồi. Đó là cái ngày 5 tháng 10. Nhưng mà hai cái ngày cuối cùng, ngày 30 và ngày 31 tháng 10 đó, thì mới kinh hoàng. Nguyên cái ngày 30 là có ba cái sự kiện. Sự kiện buổi sáng đó, thì đã có cái lệnh ở White House, ở Bạch Cung đánh sang cho ông Cabot Lodge, nói rằng thì là, tôi có biên lại rất kỹ ở trong cuốn Khi Đồng Minh Nhảy Vào đó, tất cả những cái gì ông đang làm, tất cả những cái gì thay đổi là phải cho tướng Harkins, Harkins là tư lệnh quân đội đó, mà là người binh ông Diệm đó, phải cho tướng Harkins biết hết, là vì một bên dân sự, một bên quân sự thì phải điều hợp với nhau. Đấy, và tướng Smith là phó của ông đó. Henry Cabot Lodge đã trái lệnh mà không cho ông Harkins biết gì hết. Đấy, mà sau này ông Harkins ông ấy đau đớn lắm. Cái sự kiện thứ hai đó là ông Lott ông hoãn ngày về. Tổng thống Kennedy ra lệnh là ông Lott phải về Washington bàn cãi lại, chứ bây giờ lúc thì đảo chính, lúc không đảo chính như thế này lôi thôi. Thì ông Cabot Lott ông hoãn ngày về. Đấy. Ông ở lại. Đấy, chứ nếu mà, tại vì nếu mà ông ấy về Washington đó, thì phải giao quyền lại cho tướng Harkins. Thì nhiều khi sự thể mà khác. Không thể nào đảo chính được ông Harkins, ông thân ông Diệm lắm, chỉ một nửa giây thì là xong rồi. Mà nếu có ông Harkins đó thì ông sẽ bảo, ê mấy anh stop, đừng có đảo chính, đảo giấc kỳ lôi thôi. Mà nếu đảo chính thì chết ngay. Đó, một nửa giây thì là ông Diệm phản ứng được rồi. Thì thưa cô, đó là cái thứ hai. Ông ấy, cái thứ ba nữa là có một cái chuyện nữa là tướng Trần Văn Đôn. Đấy, ông tướng Trần Văn Đôn đã viết chuyện này lại ở trong cuốn The Endless War, Việt Nam and Our Endless War, là chiến tranh không bao giờ ngừng. Thì mà ông còn kể lại cho chúng tôi nữa, ông bảo là sáng ngày mồng một là tháng ngày mồng một tháng 11 là ngày lễ mà bên Công giáo gọi là lễ các thánh, lễ Thứ Xanh đấy. Thì thường thường ấy, ngày nghỉ như vậy, chủ nhật đó, thì ông Diệm ông ấy đi về, ông thăm kinh lý dân. Mà sắp đảo chính rồi, mồng một đảo chính mà ông Diệm đi thì làm sao mà có đảo chính. Thì ông Đôn ông mới vào, tướng Đôn vào Dinh Độc Lập để nói với ông Diệm là hôm ấy lại có một cái cuộc thăm viếng của tướng Felt. Đấy, tướng Felt là tư lệnh Thái Bình Dương, đến Sài Gòn hàng một tháng ông đến hai lần ông đến, xin lỗi, hai tháng ông đến một lần. Thì hôm ấy bất chợt ông đến đấy, thì ông Diệm cũng không biết cái chuyện ông đến, thành thử không có cái sự tiếp kiến sắp xếp để mà tiếp ông tướng Phao. Thì ông Đôn ông lấy cớ đó, ông vào ông hỏi tổng thống Diệm, bảo bữa tới có đô đốc Phao tới thì sao tổng thống không có tiếp. Đấy, nhưng mà ông Đôn ông viết lại rất là chân thật, ông bảo tôi vào để mà tôi dò ông xem ông có định đi không. Đó, thì ông bảo là nên tiếp ông Felt, thì ông Diệm ở lại Dinh Độc Lập. Đấy, tức là ngày mùng 1. Đó, hai ngày đó. Xong rồi sáng mùng 1 là cái ngày đảo chính đấy, nó khoảng 11 12 giờ là đảo chính đấy. Thì ông Diệm vẫn tiếp tổng thống Diệm, nó lạ lùng đó, tổng thống Diệm vẫn tiếp ông tướng Felt. Đấy. Thì trong cái cuộc họp đó là ông Diệm ông đã nghi là sắp qua đảo chính, thì ông cũng nói tại vì có cả Cabot Lodge, ông đã nghi ông Lodge rồi, chứ mà ông bảo là tôi nghe hình như có rumor là về sắp qua đảo chính. Thì cô biết làm sao đồng hương nghe câu này nè. Ông Lodge ông trả lời there's nothing you have to worry about. Tổng thống không có cái gì mà phải lo lắng về cái chuyện đó, tức là ông nói lảng đấy, ông không có nói dối là sắp không có đảo chính hay là cái gì hết. Đó, thành thử ra là kinh khủng lắm. Thì thành thử ra là nó xúi cho đến giờ phút cuối cùng như vậy. Đó. Xong rồi sau đó, Tổng thống Thiệu lại kể lại với tôi là sau cùng đấy, ông bảo là cái lúc mà tôi được lệnh vào sư đoàn 5, ông được lệnh vào đánh Dinh Độc Lập đó, thì là
ông ấy cũng không muốn tí nào hết, mà bà Thiệu còn kể lại cho tôi là không, ông kể lại sáng hôm ấy, đêm hôm đó bà Thiệu còn bỏ cái thuốc ngủ vào cho cái cà phê gì của ông ấy, để cho sáng ngày ra ông đừng thức dậy mà đi đánh. Thế cái chuyện đó là riêng. Nhưng mà ông bà sau cùng nó gõ cửa bắt ông bảo giờ này đã mấy giờ mà ông chưa có vào Dinh Độc Lập, à Dinh lúc bây giờ là Dinh Gia Long, đóng ở Dinh Gia Long tại vì Dinh Độc Lập đang xây cất lại. Thì ông bảo là tôi nghĩ rằng, thì ông bảo là tôi nghĩ rằng tìm được hai ông ở trong dinh đó thì sẽ mời hai ông đi xe Jeep Vui Trần về Tổng Tham Mưu, rồi mời hai ông ra ngoại quốc đi đi lưu đày thôi. Đấy, thành thử đến lúc mà tôi vào Dinh Gia Long đó mà không thấy hai ông đâu thì tôi biết là nguy rồi. Đấy, xong sau cùng đến lúc mà ông Tổng thống Thiệu, à, Tổng thống Diệm gọi về Tổng Tham Mưu bảo tôi đang ở nhà thời Cha Tam đó, thì ông Diệm, ông Thiệu mà tôi sợ quá, tôi mới nói với ông Minh, tướng Minh là cái này là câu quốt ân quốt. Tôi hỏi tôi thưa đại tướng cho tôi đi đón ông ấy về đây. Thì ông Minh ông nói mày khỏi phải lo, tao đã có người rồi. Đây là từng chữ một ông Thiệu kể lại cho tôi. Mày khỏi phải lo, tao đã có người rồi. Đó, thì là cái chuyện nó lạ lùng như vậy. Thì theo cô biết rằng nó có xui xẻo, nó đến liên tục. Đó là đệ nhất thế chiến. Đệ nhất à, xin lỗi, đệ nhất Cộng Hòa. Còn cái đệ nhị Cộng Hòa thì nó quá nhiều. Đó, thì tôi chỉ tóm 4-5 cái thôi. Đấy, thì là thứ nhất là vượt cái Hiệp định Paris, cái là bị cắt viện trợ. Mà cắt viện trợ thì mình cứ nói cắt viện trợ thôi, nó có hai cái khía cạnh quá đột ngột. Đấy, thì tại Tổng thống Thiệu vừa mới đi họp với ông Tổng thống Nixon là hứa tối thiểu là cũng phải 2 tỷ một năm. Đấy, thì nó cắt nhanh nhanh nhanh, cuối cùng chỉ còn có 700, 500, 700 mà trừ đi cái còn có 500. Thì nó cắt quá đột ngột, thành thử ra tất cả các cái chương trình đó thì là nó bất trở lại hết. Và cắt thứ hai là cắt quá nhanh, thứ nhất là quá đột ngột, mình đang tức là đang làm những kế hoạch, chẳng hạn như bộ kế hoạch chúng tôi đang làm kế hoạch là 1975 1980 là hoàn toàn self sufficient, hoàn toàn tự túc, không cần phải viện trợ Mỹ nữa, là năm 1980 đó. Thì chưng hửng ra hết, tại vì out of line, tại vì bây giờ không còn cái tỷ đó tỷ kia thì làm sao mà mình finance được. Đó là cái nó nhanh như vậy và nó bất chợt thì nó làm tán loạn như vậy. Xong rồi đó, thì là đến lúc mà như cô biết đấy, thì là đến lúc mà không còn cái gì nữa, thì đến cái ông vua Phe Gian này thì lại bị cháu đâm chết có 300 triệu thôi. Đấy, thì thế xong rồi những cái liên tục, xong rồi nó còn nó đến nhiều lắm. Xong rồi tôi còn nhớ một cái hôm mà họp ở Dinh Độc Lập sau khi mà mất Đà Nẵng rồi đó, thì là đang họp thì là có cái tin là mà lúc bây giờ là về cái hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa rất là bết bát, truyền thông ngoại quốc nó làm cho mình tham nhũng rồi độc tài rồi thua trận rồi, nghĩa là hình ảnh rất là xấu. Thì đang họp hôm ấy có tôi ngồi, thì Tổng thống Thiệu là đang ngồi họp thế này, thì ông đại tá Cầm gõ cửa vào đưa cái thông tin là tổng nha cảnh sát vừa bắn chết một phóng viên Agence France-Presse là Leandri, tôi còn nhớ Leandri. Trời ơi, mọi người tái của sao lại bắn chết như vậy? Thì hóa ra thế này, cái ông Leandri này đó, Leandri là ông ấy đánh thông tin APF đấy, đánh thông tin đi là khi mà mình rút quân khỏi Pleiku về đó, thì bị các cái lính Nùng, người Nùng đó, bắn, nghĩa là ghét Việt Nam Cộng Hòa đó, bắn. Thì mời ông vào, tổng gia cảnh sát mời ông vào để mà hỏi ông tại làm sao mà ông lại lăng xê những cái tin nó thất thiệt như vậy, mà vào cái lúc chúng tôi nguy hiểm như thế này. Thì ông này ông ấy kiêu ngạo lắm, ông bảo ô không có những cái câu hỏi vớ vẩn đó. Ông ta đứng lên, ông ta xách cặp ta ra đi. Đấy, thì cảnh sát được lệnh là bắn vào cái bánh xe ông ấy, xe Jeep đấy, để giữ ông lại. Bắn nhầm là bắn chính vào cái đầu ông ấy, chỗ máu me chảy ra, rồi thì là quốc tế nó nói không còn cái gì. Tổng thống Thiệu đang ngồi, ông ấy tái mặt, ông ấy ngừng cuộc họp, ông ra khỏi phòng. Thì tôi nhớ cái lúc. Thì cô bảo là nó suy như vậy. Xong rồi hai hôm sau đang họp nội các, lại có tin xe máy bay AC-5 gì đấy, máy bay chở các trẻ em mồ côi đó, đi bị nổ tung, chết 200 em bé. Nổ tung chết ngay ở phía Trần Tân thứ nhất. Thành thử tôi ngồi tôi nghĩ lại tất cả các em bé thời đó mà bây giờ thành là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nên nhớ lại cái hình ảnh đó và cảm ơn trời, cảm ơn Chúa là mình may mắn như thế nào. Tại vì lúc bây giờ là chỉ hễ mà đến từng đoàn mà xếp lên máy bay thôi, mà mình đã không phải ở trong cái 200 em bé đó.
Thì thưa cô, thì tôi nghĩ rằng nếu mà nghĩ như vậy thì mình phải nghĩ là đúng cái vận mệnh đất nước thưa cô. Vâng, thưa quý khán giả, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng vừa ôn lại chi tiết những cái diễn biến của những ngày tháng sau cùng của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, những cái sự kiện xui xẻo nó đã liên tiếp, nối tiếp nhau xảy ra trong những ngày tháng đó, khiến chúng ta phải giật mình và nhớ đến câu họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Và sau một ít phút thông tin thương mại, chương trình hội thoại với giáo sư Nguyễn Tiến Hưng sẽ trở lại. Xin quý khán giả cứ tiếp tục theo dõi. Cảm tạ quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của Bích Trâm với giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đến từ Virginia để ôn lại những ngày sau cùng của tháng Tư Đen. Và thưa quý vị, nãy giờ thì khi mà nghe giáo sư Nguyễn Tiến Hưng chia sẻ những cái chi tiết xung quanh những cái ngày tháng đó, thì hồi tưởng lại, phải nói là cái không khí lúc đó nó rất là thê lương ảm đạm. Bích Trâm còn nhớ cảnh tượng, lúc đó thì cũng còn nhỏ thôi nhưng mà vẫn nhớ trong đầu cảnh tượng hàng ngàn người chen lấn trước cửa Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, rồi đoàn người cứ rồng rắn lên nóc một tòa nhà để mà lên trực thăng rời khỏi Việt Nam. Sài Gòn rất là hỗn loạn trong 24 giờ đồng hồ trước khi mà quân đội Cộng sản Bắc Việt tấn công vào thành phố. Như là vài năm trước đây thì có cuốn phim The Last Days in Vietnam, những ngày cuối cùng của Việt Nam. Quý vị chắc cũng đã xem cuốn phim đó, nó nhắc nhở cho chúng ta những cái cảnh tượng mà không thể nào quên được. Thì thưa giáo sư, những cái bài học quan trọng nào mà giáo sư rút tỉa từ cuộc chiến Việt Nam khốc liệt mà ông muốn truyền lại cho thế hệ mai sau, đặc biệt là trong bối cảnh là đất nước hiện nay thì đang đứng trước hiểm họa, bị xâm lăng, bị người láng giềng phương Bắc xâm lấn, chiếm biển đảo cũng như là chiếm lãnh thổ, thưa giáo sư? Vâng, thưa quý khán thính giả, như tôi cũng đã cố gắng để mà truyền lại cho thế hệ mai sau những cái bài học đau đớn của miền Nam Việt Nam. Thì trong cái thời gian vắn vỏi thế này, tôi chỉ xin tóm tắt ba cái bài học chính thôi, chứ còn trong đó cũng tôi cũng nghĩ là cũng không phải là bài học hẳn những cái kinh nghiệm, những cái mà mình trải qua đó. Thì thưa cô, cái bài thứ nhất là mình không thể là bao giờ trông cậy người ngoài được. Cái đó là cái mà nó như là cái quy luật vậy, tức là Pháp, Anh, Mỹ, Trung Cộng, Nga, Xô đều hành động theo cái quyền lợi của họ. Đấy, cũng như là Thủ tướng Anh Palmerston nói một câu mà tôi biết đi phát lại mãi là rất thời tiếng, là nước Anh không có bạn trường cửu mà chỉ có quyền lợi trường cửu thôi. Thì thưa cô, là cái quyền lợi của họ là khi nào mà họ cần mình thì họ đến, mà không cần thì thôi. Đó. Vì thế đó, bây giờ trông người ngoài được thì phải thế là phải đối nội, mình phải trông cậy vào chính mình. Đó. Phải trông cậy vào chính mình. Thì thưa cô, cái câu đó là nói là dễ thì làm là khó, nhưng mà chẳng hạn như miền Nam trông cậy vào chính mình, lúc bây giờ mình nghèo quá làm sao trông cậy. Thế thì thưa cô, nó cũng là một cái vấn đề, thì tôi cũng có elaborate, tôi cũng có bình luận về những cái khía cạnh đó ở trong cuốn Khi đồng minh nhảy vào. Đấy, thì phải trông cậy vào chính mình. Đấy. Và khi trông cậy vào chính mình thì phải có một cái sự đoàn kết. Đấy, mà cái đoàn kết là vô cùng khó khăn, như tôi đã có dịp phát biểu đấy. Thì là cái người Do Thái đấy, nó cũng y như mình vậy, nó chia rẽ nhau lắm. Nó đi khắp, cuối cùng là nó tán loạn trên khắp thế giới. Nhưng mà sau này thì sau Thế chiến là nó họ hợp lại với nhau, họ làm thành cái nước Do Thái. Thì họ biết là cái sự khó khăn nhất của họ là cái sự chia rẽ. Mà chính vì cái sự chia rẽ đó mà họ phải tán loạn trên khắp thế giới. Thì họ tìm mọi cách để mà chấn chỉnh lại cái chuyện đó, để mà giúp cho, thì họ dùng hai cái, thứ nhất là giáo dục đó, giáo dục. Tức là họ bảo phải luyện từ nhỏ, chứ còn những người lớn thì coi như là vô vị rồi. Thì phải luyện từ nhỏ. Mà thưa cô, tôi cũng có cái dịp tôi nói là mỗi một thế hệ là sự thật, là định nghĩa thế hệ là cái gì, có 25 năm thôi. Thì 25 năm thì chúng ta thấy là quá nhanh. Là cái cậu đó thì thành gia đình rồi, và là thành người trong xã hội rồi. Thì họ sẽ khác. Đó, thì tức là phải đầu tư vào xã hội. Và thứ hai là truyền thông. Đấy, tức là phải communicate với nhau, chứ ngày xưa mình chỉ có ông mõ làng thôi thì không cách nào mà truyền thông. Như bây giờ là cái thế hệ bây giờ họ dễ đoàn kết với nhau hơn ngày xưa nhiều. Tại vì nó cứ cả ngày nó cứ lắt tắt cái máy với nhau, là thì là nó đang liên lạc với nhau. Thì thưa cô, đấy là cái chuyện mà cái kinh nghiệm Do Thái đó. Thì không biết tôi còn giờ để mà kể cái chuyện mà tôi rất là ấn tượng với cái chuyện ông Do Thái, ông ấy kể cho tôi đó. Thì ông ấy bảo rằng thì là ông, mà tôi nhớ mãi, ông bảo là có một cái anh Do Thái đi ở trên biển thì là bị chìm tàu. Thế thì rồi thưa làm sao anh ngồi vào được một cái hoang đảo. Anh ở đó thì anh giỏi lắm, anh cái người tháo vát. Anh dưới ra anh
sống được ấy, bắt cua bắt biển ăn và lại còn làm được hai cái nhà nguyện nho nhỏ đấy. Thì một hôm nghĩa là có một cái thuyền trưởng khác đi qua thì thấy có cái ánh lửa ở trong cái đảo này thì cũng 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 lấy làm lạ, thì vào xem thì cập bến thì thấy cậu này thì còn sống như vậy, thì là bảo khen quá, bảo sao ông ở đây mà lại sống được như vậy mà lại còn làm được, có thì giờ mà làm được hai cái nhà nguyện bằng lá bằng giấy như thế này đấy, mà có mình ông mà sao ông phải phải đi hai cái nhà thờ. Thế ông bảo ấy, tôi làm một cái cho tôi để tôi đi, còn một cái tôi không đi. Thì ông bảo là như vậy đấy, nó chia rẽ trong đạo đạo giáo như vậy, trong một cái làng với là ông ở trên hoang đảo rồi mà phải làm hai cái nhà thờ, một cái để đi còn một cái nhất định không đi đó. Thế là cái sự chia rẽ đến như vậy, mà họ bảo là khi mà chúng tôi biết để cái yếu điểm của dân tộc như vậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức để xây dựng cái đoàn kết. Mà nói về cái chữ đoàn kết ấy, thì Tổng thống Thiệu cũng tâm tư với chúng tôi rất nhiều. Ông bảo là mình cứ, tôi xin nói một câu là, mà cái câu này là cũng quote unquote chứ không có, tôi không có bịa, ta cứ hô hào toàn dân đoàn kết, toàn dân toàn quân đoàn kết mà lòng, nhưng mà anh Hương ơi vô cùng khó khăn. Rồi ông kể là cái chuyện mà lịch sử nó làm sao nó đã chia rẽ dân mình, được bị cái, nó vào những cái văn hóa rồi. Thì thưa cô, đó là cái chuyện mà cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba nữa, tôi nghĩ là cái bài học thứ ba, là cái kinh nghiệm thứ ba là khi mà tiểu quốc, mà cái này là tôi tin như vậy, tiểu quốc là đồng minh của một đại quốc đó. Tôi nói tiểu quốc đại quốc chứ cũng không nói Việt Nam hay là chứ nào đấy, thì tôi nghĩ là Việt Nam hay Iraq hay là Afghanistan thì cũng y như vậy thôi. Mà tôi tiên đoán ở trong cái cuốn Khi đồng minh tháo chạy, để tôi bảo ngày nào đấy ông Karzai với lại ông Malaki thì cũng như ông Thiệu thôi, thì phải chuẩn bị cho cái lúc hạ màn. Tại vì cái khả năng cao là cái lúc mà hạ màn, cái lúc chấm dứt ấy, thì nó thê lương ảm đạm đó. Thì tôi xin nhắc lại, thì tôi đã bảo, tại vì ông Thiệu ấy, cuối cùng Tổng thống Thiệu nói với một bà Falasi, tức là trong một cái phỏng vấn của ông ấy, mà Falasi là cái là một nữ phóng viên nổi tiếng, nếu mà cô vào trong internet là có đó, Falasi là nổi tiếng của Ý đó, mà có phỏng vấn Tổng thống Thiệu. Ông ấy cho phỏng vấn lâu lắm mà cũng có nhiều điểm rất hay đấy. Thì là ông ấy nói rằng thì là cuối cùng là, thưa bà, tôi không biết làm gì nữa, tôi chỉ còn có biết cách cầu nguyện thôi. Thì cầu nguyện thôi chứ bây giờ tôi không còn biết làm sao được nữa. Thì tôi có kết luận, tôi bảo là ngày nào đấy ông Malaki và ông Karzai, Karzai là Afghan, tổng thống Afghanistan, Malaki là thủ tướng Iraq. Của Iraq, vâng. Thì tôi bảo là hai ông đó thì ngày nào cũng phải cầu nguyện như ông Thiệu thôi, nhưng mà có cái khác ấy, là ông Thiệu thì ông cầu nguyện với Chúa Giêsu, còn hai ông này thì cầu nguyện với Allah, nhưng mà rồi có khi lại còn cầu nguyện lâu hơn ông Thiệu đấy. Mà đúng như vậy, hai ông cuối cùng mất trước thì cũng rất là bít tở với Mỹ, chửi rất lung tung ở trong, cô đánh vào internet thì có hết, thưa cô đó. Vâng, cảm ơn giáo sư. Và thưa quý vị, trên bàn cờ chính trị thế giới thì các nước lớn như giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã chỉ ra là sẽ đặt quyền lợi của họ lên trên hết và sẵn sàng đem đồng minh nước nhỏ ra để mà mặc cả, để mà đổi trác. Cho nên trở lại vấn đề chiến tranh Hàn Quốc thì chúng ta thấy là Hàn Quốc vẫn được bảo vệ cho đến ngày hôm nay, một phần là cũng vì quyền lợi địa chính trị của người Mỹ, trong khi số phận của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thì hầm hiu và cay đắng hơn. Nam Hàn dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ đã giữ vững lãnh thổ để mà có cơ hội phát triển đất nước, trở thành một trong những con rồng của châu Á. Trong khi Việt Nam Cộng sản mặc dù chiến thắng, nhưng mà ngày nay thì Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân quyền thì bị chà đạp, môi trường bị hủy hoại, đất nước thì tụt hậu, thua cả Lào và Campuchia. Và như vậy, nếu như muốn có tự do dân chủ, muốn xây dựng lại non sông gấm vóc, thì bài học xương máu mà giáo sư Nguyễn Tiến Hưng muốn truyền cho thế hệ trẻ của người Việt, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người Mỹ hay bất kỳ cường quốc nào. Người Việt trong và ngoài nước chúng ta phải đoàn kết lại, học bài học đoàn kết của người Do Thái và huy động nội lực thì mới có thể thoát được hiểm họa bị đô hộ và xây dựng một nước Việt Nam mới, một nước mà thật sự có độc lập, tự do và dân chủ. Sài Gòn TV cảm tạ giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã dành thời giờ cho buổi hội luận ngày hôm nay. Bích Trâm cũng xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý khán giả và xin kính chào, tạm biệt.